hãy cải thiện bản thân qua những gì người khác biết, nhờ đó không tốn nhiều công sức để đạt được thứ mà người khác đã đạt được qua nhiều khó khăn. Ngã xuống không phải là thất bại. Thất bại đến khi bạn ở nguyên nơi mình ngã. Người có trí tuệ thông minh bàn về ý tưởng, người có trí tuệ bình phàm bàn về sự kiện, người có trí tuệ yếu nhược bàn về con người. Giáo dục là thắp lửa, chứ không phải đổ đầy. Bí mật của hạnh phúc, bạn thấy đó, không phải nằm ở việc nỗ lực có được nhiều hơn, mà nằm ở việc phát triển khả năng hưởng thụ ít hơn. Nếu bạn muốn sai, vậy cứ đi theo đám đông đi. Hãy khiêm tốn khi nhỏ tuổi, có chừng mực khi tuổi trẻ, chính đáng khi trưởng thành, và thận trọng lúc tuổi già. Việc dùng ngôn từ sai lệch mời mọc ác quỷ vào tâm hồn. Lời khuyên của tôi là hãy kết hôn đi. Nếu tìm thấy người vợ tốt, anh sẽ hạnh phúc, nếu không, anh sẽ trở thành triết gia. Trong tất cả chúng ta, thậm chí trong người tốt đẹp nhất, đều có bản tính của con dã thú hoang dại vẫn ngó ra nhìn khi ta ngủ. Hầu hết mọi người, kể cả chúng ta, sống trong thế giới của sự ngu dốt tương đối. Chúng ta thậm chí thoải mái với sự ngu dốt đó, bởi đấy là tất cả những gì ta biết. Khi ta lần đầu tiên đối mặt với sự thật, quá trình ấy có thể đáng sợ và nhiều người chạy ngược trở về lối sống cũ. Nhưng nếu bạn tiếp tục tìm kiếm sự thật, bạn cuối cùng sẽ có thể đối mặt với nó tốt hơn. Thực ra bạn còn muốn nữa. Đúng là sẽ có nhiều người quanh bạn nghĩ bạn lập dị, hoặc thậm chí là một mối nguy hiểm cho xã hội, nhưng bạn không quan tâm. Một khi bạn đã nếm trải sự thật, bạn sẽ không bao giờ muốn quay lại làm kẻ dốt nát nữa. Nhận thức được sự dốt nát là điểm bắt đầu của sự thông tuệ. Lời nói dối là kẻ sát nhân lớn nhất. Chúng giết sự thật. Tri thức thực sự nằm ở việc hiểu rằng mình không biết gì hết. Mọi hành động đều có khoái lạc và cái giá. Không thể vươn tới được vùng tư duy cao nhất nếu đầu tiên không hiểu được sự cảm thông. Người muốn tác động đến thế giới đầu tiên phải tự mình vận động. Chỉ tri thức đến từ bên trong mới là tri thức thực sự. Người ta có thể sống lâu gấp đôi nếu không bỏ nửa đầu của cuộc đời để hình thành những thói quen sẽ rút ngắn nửa đời còn lại. Hãy chậm rãi tiến vào tình bạn, nhưng khi đã có tình bạn rồi, hãy vững bước và đều đặn tiến lên. Đừng đau khổ vì ai đó đột nhiên thay đổi. Có thể là anh ta chỉ thôi không giả vờ nữa và trở lại với bản tính của mình. Cuộc sống có hai bi kịch. Một là không lấy được điều mà mình khát khao, và hai là lấy được nó. Chẳng bao giờ là đúng đắn khi làm điều sai trái, hoặc dùng sai trái để đáp trả sai trái, hoặc khi ta chịu đựng cái ác để bảo vệ bản thân bằng cách hành ác. Sợ hãi cái chết là nghĩ mình trí tuệ mà không hề trí tuệ, bởi đó cũng là nghĩ mình biết điều mình không hề biết. Với con người, cái chết có lẽ là thứ tốt nhất có thể xảy ra cho họ, nhưng họ lại sợ nó như thể họ biết rõ rằng nó là điều xấu xa kinh khủng nhất. Và điều đó còn là gì nếu không phải là sự ngu dốt đáng xấu hổ, nghĩ rằng ta biết điều mà thực ra ta không biết. Thà rằng phạm phải sai lầm khi đang toàn lực còn hơn, cẩn thận tránh sai lầm với một tinh thần run rẩy. Ta không thể làm gì nếu không có cơ thể, vậy nên hãy luôn luôn chăm sóc sao, cho nó có được trạng thái tốt nhất để duy trì ta. Đừng gây ra cho người khác chuyện sẽ làm mình tức giận nếu người khác làm thế với mình. Người ta không bao giờ nên làm điều sai trái để đáp trả, hay ngược đãi bất cứ ai khác, cho dù người đó đã ngược đãi mình thế nào. Nếu bạn không có được điều bạn muốn, bạn khổ sở. Nếu bạn có được điều bạn không muốn, bạn khổ sở. Thậm chí khi bạn có được chính xác thứ bạn muốn, bạn vẫn khổ sở bởi bạn không thể giữ nó lại vĩnh viễn. Tâm trí bạn cho bạn khó khăn. Nó muốn giải phóng thoát khỏi sự thay đổi. Giải phóng khỏi đau khổ, giải phóng khỏi bổn phận của sự sống và cái chết. Nhưng thay đổi là quy luật và dù giả bộ đến bao nhiêu, cũng không thể thay đổi được thực tế đó. Khát khao cuồng nhiệt nhất thường sinh ra hận thù sâu sắc nhất. Điều thực sự quan trọng không phải là sống, mà là sống tốt. Và sống tốt nghĩa là bên cạnh những điều để hưởng thụ trong đời, ta phải sống theo những nguyên tắc của mình. Người giàu có nhất là người hài lòng với ít nhất, bởi sự mãn nguyện là của cải của tự nhiên. Không có câu trả lời tốt cho câu hỏi mà bạn không nghe. Chỉ có một điều tốt, tri thức, và một điều xấu, sự ngu dốt. Hãy có thiện ý, bởi bất cứ ai bạn đang gặp cũng đang tranh đấu gian nan. Khi bạn muốn thành công cũng mãnh liệt như bạn muốn không khí, bạn sẽ thành công. Sự thành công không có bí mật nào khác. Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho đứa trẻ sợ hãi bóng tối. Bi kịch thật sự của cuộc đời là khi người đã trưởng thành sợ hãi ánh sáng. Đôi khi bạn phải buông tay để xem có gì đáng níu giữ không.
Người không thỏa mãn với những gì anh ta có, sẽ không thỏa mãn với những gì anh ta ước mình sẽ có. Trong mỗi con người đều có mặt trời. Hãy để mặt trời tỏa sáng. Khi cuộc tranh luận ngã ngũ, sự phỉ báng trở thành vũ khí của kẻ thua cuộc. Mình triết đến với mỗi chúng ta khi ta nhận ra mình hiểu ít đến thế nào về cuộc đời, về bản thân và về thế giới quanh ta. Cái chết có lẽ là phúc lành lớn lao nhất của con người. Giờ chia tay đã đến và chúng ta đi hai ngã đường khác biệt, tôi chết và anh sống. Ngã đường nào tốt hơn chỉ có Chúa Trời mới biết. Thay đổi quan điểm thì tốt hơn là duy trì quan điểm sai lệch. Năm tháng làm làn da ta nhăn nheo, nhưng thiếu đi lòng nhiệt huyết có thể làm tâm hồn ta nhăn nheo. Cuộc đời mà ta không bao giờ tự hỏi về ý nghĩa cũng không đáng sống. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy like và subscribe kênh Từ Điển Danh Ngôn nhé.